Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì trong chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ đọc những cái quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. Và đây là một cái chương trình thử nghiệm, hy vọng là quý vị và các bạn sẽ ủng hộ tôi. Trong phần đọc này thì tôi để hai ngôn ngữ, thứ nhất tiếng Việt và tiếng Anh. Bộ luật Dân sự, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Bộ luật Dân sự. Bộ luật Dân sự này có tổng cộng là 689 điều. Bây giờ hiện hành là chúng ta sẽ sử dụng Bộ luật Dân sự năm 2015. Điều 1, phạm vi điều chỉnh. Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực đạo pháp lý và cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm, sau đây gọi chung là quan hệ dân sự. Đây là điều 1, quý vị và các bạn song hành. Xin cảm ơn. Article 1. Scope. The Civil Code provides the legal status, legal standards for the conduct of natural and juridical persons, the rights and obligations of natural and juridical person, hereinafter referred to as persons, regarding personal and property rights and obligations in relations established on the basis of equality, freedom of will, independence of property and self-responsibility, hereinafter referred to as civil relations.